ngày 9 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão, tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Môn Đồ Pháp Quyến trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Thượng Tọa Thích Viên Hải. Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Hòa Thượng Thích Hạnh Chơn, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đạo hữu Phật tử gần xa. Trong tình linh sơn pháp lữ, đến hộ niệm, trang nghiêm, cử hành lễ trung thất trai tuần theo nghi thức truyền thống. Sau thời cúng ngọ, cung tiến giác linh, Chư Tôn giáo phẩm, niêm hương tưởng niệm, nguyện cầu giác linh Thượng Tọa Thích Viên Hải, cao đăng Phật quốc. Thượng Tọa Thích Viên Hải sinh năm 1983, mất năm 2023, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông, Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Linh Bửu, đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 1 tháng 2 nhuận Quý Mão tại chùa Linh Bửu, trụ thế 41 năm, 19 Hạ Lạp. Sinh thời cố Thượng Tọa đã đóng góp tích cực cho công tác truyền thông Phật giáo tỉnh nhà. Thượng Tọa là tấm gương tu sĩ trẻ với tinh thần dấn thân phụng sự đạo pháp dân tộc. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 5, nhằm ngày 18 tháng 3 năm Quý Mão, Chư Tôn Đức và Phật tử đã đến dâng hương, nhiễu tháp, đốt nén tri ân, tưởng nhớ công hạnh cố Thượng Tọa Thích Viên Hải. Trong sáng ngày 8 tháng 5, nhằm ngày 19 tháng 3 năm Quý Mão, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Môn Phong, Môn Đồ Pháp Quyến, chùa Linh Bửu đã trang nghiêm cử hành lễ tạ tháp, bạch Phật khai kinh, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu giác linh cố Thượng Tọa Thích Viên Hải vãng sanh về cảnh giới an lành.